Đấu La Lại Lục phần 2 tập 413, Vương Thu Nhi, Võ Hồn Hoàng Kim Long phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Cung cất bước đến bên hồ để lên bầu hải thần. Trở lại hải thần đảo, Phú Hạo liền làm về phòng viết sẵn những bước chế tạo ra hồn linh và chú ngữ khế ước phong ấn, đó là việc quan trọng nhất với hắn bây giờ. Vương Đông Nhi cũng là không làm phiền, chỉ là ngồi một bên tu luyện mà thôi. Viết cả một ngày mới xong, cuối cùng để thêm một câu, còn chờ nghiệm chứng. Thứ này là không trải qua kiểm nghiệm thì là khó mà phát triển. Cần làm nhiều thứ mới là có thể hoàn thành phương pháp. Có lẽ cũng là phải đến 2 năm. Không quan trọng nhất chính là tìm hồn thú xà sắp chết. Mà hồn thú xà sắp chết đã là khó tìm, lại có trí tuệ càng là gian nán. Vì chỉ là những hồn thú xà có trí tuệ biết mình sắp chết, xà ấy mới là để cho bọn chúng chọn con đường hồn linh này. Khế ước hồn linh phiền phức nhất là hồn thú phải là tự nguyện. Đó cũng là điểm siêu việt của hồn linh so với hồn hoàn. Phú Hạo ghi hết tất cả rồi là mới tìm Vương Ngôn, Ngôn Tiểu Chiết cho lão xem trước, giảng giải lại một lần rồi là mới giao lại cho Huyền lão. Lão lập tức là liêm phong bàn thảo cất vào trong tàng thư lâu. Sau khi mọi thứ xong xuôi cũng là đã khuya, Phú Hạo cũng là thấy mệt mỏi, hắn trở về phòng. Vương Đông Nhi thì là không ngủ, cũng là không tu luyện, chỉ là lặng lặng ngồi chờ hắn, trên bàn là bốn đĩa thức ăn ngon. Đã về rồi, ta đi hầm lái. Vương Đông Nhi lập tức là đứng lên mang thức ăn vào bếp. Phú Hạo vội vàng là tiến lên vài bước. Không cần, không cần, ta thích ăn lạnh. Đồng Nhi, ta xin lỗi về trễ. Chắc làng cũng là chờ sốt ruột lắm rồi. Lần sau làng cứ nghỉ ngơi trước, đừng chờ ta. Vương Đồng Nhi ngẩng lên nhìn Phú Hạo. Tuy hắn mệt mỏi nhưng mà gương mặt rất là ấm áp, dịu dàng với nàng. Nàng cảm nguyện đợi hắn về. Nhìn đôi mắt tròn to của Vương Đồng Nhi, Phú Hạo cũng là kéo làng xuống. Sao vậy, nghĩ gì thế? Còn nghĩ tới Vương Thủ Nhi kỳ hay sao? Hắn lên chén ra đưa cho Vương Đồng Nhi. Vương Đồng Nhi vội vàng trả lời lại cho hắn. Ta ăn rồi, ngươi ăn nhanh đi. Phú Hạo, về sau ngươi dậy ta nấu cơm đi, được không? Như vậy ta sẽ là không cần ra căng tin mua đồ ăn nữa, có thể tự tay nấu cho người ăn. Phú Hạo cũng là không chút do dự lắc đầu. Không dậy. Vương Đồng Nhi ngạc nhìn rồi nói. Tại sao, muốn giấu nghề à? Phú Hạo đôi tay là trắng nõn của nàng rồi nói. Ta cũng là không muốn 10 ngón tay của nàng phải là dính dầu mỡ. Mỗi ngày ta sẽ là làm cơm cho nàng ăn, sẽ là chăm sóc nàng chú đáo, yêu nàng thương nàng, mãi mãi là bảo vệ nàng. Hắn vừa ăn vừa nói, mà tự nhiên là như là khắc sâu vào tim, chỉ là đơn giản biểu lộ ra mà thôi. Mí mắt cô ơn ướt, ngưng tụ trên mi của Vương Đồng Nhi. Vũ Hạo, người thật là tốt. Vũ Hạo cười rồi nói, ta đối xử tốt với nàng mà nàng lại là khóc, nói miệng chẳng ích gì cả, ta sẽ chứng minh bằng hành động. Hắn giơ nắm đấm một cách kiên định. Vương Đông Nhi phỉ cửa rồi nói, đừng quên ngươi vẫn là hồn vương đó. Vũ Hạo rồi nói ngay, chuyện đó và thực lực là không quan hệ, mấu chốt là tâm tính mà thôi. Vương Đông Nhi nói tiếp, không nói nữa, hôm qua sau khi chúng ta rời khỏi, đại hội cũng là kết thúc nhanh chóng, Thái Đầu và Tiêu Tiêu cũng là rốt cuộc là chân chính đến với nhau, hai người họ cũng là không dễ dàng, Ngũ Sư Tỷ cũng là do dự lắm nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định, Nhị Sư Huynh đúng là vừa đen vừa là xấu nhưng mà lại tốt với nàng ta lắm. Vũ Hạo cười rồi nói, ừ đúng rồi, sau này nếu nàng thay hình đổi dạng, ta cũng là vẫn yêu nàng. Vương Đông Nhi oán trách rồi nói, ngươi mới là thay hình đổi dạng đó. Ngoài miệng thì là quát như là trong lòng rất là ngọt ngào. Trong phòng ánh sáng không tỏ, làng chống tay lên trên bàn, lưng cằm nhìn hắn ăn uống. Vương Thu Nhi kia ta đã hỏi thăm rồi, hồi lực của cô ta hiện tại là cấp 60, 19 tuổi cấp 60 cũng là không tệ, nhưng vẫn là chưa có hồn hoàn thứ 6. Ta nghe Thái Mị Phó Viện trưởng nói rằng, sắp tới, lội viện sẽ là tổ chức đi tính toán lại sầm lâm, lấy sát hồn thú cho đệ tử đạt bình cánh. Có lẽ cô ta sẽ là cùng đi, người cũng là đang cần hồn hoàn thứ 5 phải không? Chúng ta cùng đi luôn. Vũ Hạo cũng là nghi hoặc nhìn nàng rồi nói, cùng đi, làm gì, là còn muốn theo dõi cô ta hay sao? Vương Đông Nhi kiên trì rồi nói, ta vẫn là cảm thấy có gì đó đáng nghi, nhưng mà không biết là cái gì, cô ấy sống ta nhiều đúc. Thành ra là muốn xem coi cô ta có sơ hở nào không, và lại cũng là muốn biết tính cách cô ta như thế nào. Vũ Hạo mỉm cười rồi nói, nếu vậy thì là ta đi, chứ là nàng đâu là cần hồn hoàn, đi làm gì. Vương Đông Nhi cười rồi nói, ta đi để bảo vệ người. Chúng ta đi chung là có võ hồn dung hợp kỹ sẽ là an toàn hơn. Hiện tại người là thành viên của Hải Thần Các, hy vọng tương lai của học viện, sao lại là không cần sự bảo vệ cẩn mật cơ chứ. Bồn cô lương đành là gặng gượng mà làm hộ vệ cho người vậy. Phú Hạo cũng là đã ăn hết hai chén cơm rồi nói, được được, có mỹ nữ bảo vệ dĩ nhiên là tuyệt vời. Có điều, muốn đi tìm hồn thú thích hợp với linh mẫu, e rằng không đơn giản. Trước tới nay, tìm hồn thú hệ tinh thần khó khăn ra sao là cũng biết rồi.
Không chừng là chuyến này đi về tay không cũng nên. Và này, võ hồn bằng cũng là có 5 hồn hoàn rồi. Nếu thêm không được thì là ta cho bằng bế làm võ hồn chính, còn Linh Mâu làm võ hồn phụ. Đợi khi nào có hồn thú thích hợp thì là tính sau. Vương Đông Nhi lúc này gật đầu rồi nói: cũng được, bất quá là cứ đi thử đi. Sắp tới đại tái rồi, thêm một hồn hoàn thì là thêm đảm bảo. Vũ Hạo nhanh chóng cần quét hết sạch đồ ăn, gom chén bát lại, giang tay qua nàng rồi nói: Lương Tử lên giường nghỉ đi. Hừ, đi tắm đi. Vương Đông Nhi cũng là đánh cái tay của hắn, bay qua một bên tránh khỏi, mặt đỏ bừng. Vũ Hạo mặt sáng rực rồi nói: tắm, tắm sạch sẽ, sau đó... Vương Đông Nhi bật cáu rồi nói: thì là tu luyện, ta cảnh cáo người nha, dám sang bậy thì lại đừng trách ta, hừ hừ. Làng rút rút cái nắm tay hùng sữ. Vũ Hạo cũng là vẻ mặt buồn chán rồi nói: tu luyện thì đi tắm làm cái gì, chẳng có ôm nhau mà ngủ. Nói chứ nàng xem, từ hồi trước khi chia tay đi du học đến giờ, hai ta cũng là không có ngủ chung, có lên thoải mái cho ta chút được hay không? Ôm nàng ngủ rất là thoải mái đó nha. Làng xem có lên. Vương Đông Nhi đổ quạo, quay người ra cửa: ta đi về. Ấy, ấy đừng, ta sai rồi. Vũ Hạo cũng là vội vàng bay qua ôm chặt lấy nàng cười rồi nói: thôi thôi, ta đi tắm rồi đi tu luyện. Tu luyện quan trọng, cố gắng tăng hồn lực vì mục tiêu thắng lợi đại tái. Nhìn thấy bộ sáng đột nhiên là hiện ngang lẫm liệt của hắn, Vương Đông Nhi thụt một đấm vào trong hồng hắn. Vũ Hạo cũng là ăn một đấm ngon lành, vội vàng chạy vào trong phòng tắm. Nam Nhi tắm rửa cực kỳ lẹ, chỉ làm vài phút sau đó, hắn đầu tóc ướt đẫm đã là ngồi lên trên giường. Hắn vô cùng là hoàn ngoan ngoãn ngồi đối diện với nàng, hai người bốn tay bốn trưởng cho hạ động lực tu luyện vận chuyển. Hồn cốt của Vương Đông cũng là lóe ra kim quang, tăng phúc tốc độ là hồi phục hồn lực. Mới đầu thì tâm tình bất định của hai người cũng là hơi phân tâm, nhưng sau đó liền là chuyên tâm vào tu luyện, liền là tiến vào trạng thái minh tưởng. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu rọi Vương Đông, Vũ Hạo và Vương Đông Nhi cùng lúc mở mắt ra. Hồn lực trong người mãnh liệt, cả hai vui mừng cảm nhận tình tiết tu vi của bản thân. Sau khi có hồn linh tuyết nữ, tốc độ tu luyện bị làm cực hạn băng hạn chế đã làm trở lên mờ nhạt. Được Hạo đông lưng thúc giục, tốc độ tăng trưởng không ít. Mỉm cười, Vũ Hạo cũng là bước xuống giường, ra dấu thỉnh. Vương Đông Nhi cũng là mỉm cười nhảy xuống giường, cùng hắn nắm tay bước tới cửa sổ. Ngắm nhìn Vương Đông, yên lặng chờ đợi tử khí ở phóng tới. Lắng nghe tiếng côn trùng vò ve, chim hót xít xít ở trên tai trên đảo Hải Thần, cả hai cảm thấy thật là bình yên. Mùi hương cây cỏ thơm ngát thoang thoảng, cảm giác như là linh hồn đang thăng hoa vậy. Thật là thoải mái, mặt trời lên cao một chút, từ khi y hệt là phòng tới, cả hai là mở mắt hấp thu. Lúc này hoàn toàn là nhìn rõ tu vi từ cực ma đồng của hai người. Đôi mắt của Vũ Hạo như là thủy tinh tím, còn đôi mắt lam của Vương Đông chỉ là có một tia tím nhàn nhạt. Võ hồn linh mâu quả thật là thích hợp với tử cực ma đồng hơn. Hôm nay ngươi có bận gì hay không? Vương Đông Nhi hỏi. Vũ Hạo lắc đầu rồi nói: cũng không, mọi chuyện giải quyết hết hôm qua rồi, bây giờ chỉ là có khổ tu chờ đại tái mà thôi. Nói đến đại tái, cả hai chẳng qua chẳng ai áp lực cả. So với 5 năm trước, họ đã làm mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Những người cùng lứa muốn là chống lại tất quái sự lên khác rất là khó khăn. 5 năm trước đã là đạt quán quân, 5 năm dĩ nhiên là không nghĩ gì là có người nào có đủ uy hiếp được bọn họ. Lúc này Vương Đông Nhi liền nói: vậy thì chúng ta đi báo danh vụ kia đi, chứ để cho đến lúc mà người ta xuất phát đi là sát hồn thú thì là mà hai người còn thoải mái đi chơi đâu có biết. Vũ Hạo bật cười rồi nói: làng vẫn là nhớ hỏi chuyện này à, thôi được rồi, nghe theo lời của nàng. Sau đó là hai ta đi tìm các sư huynh sư tỷ, chúng ta cũng là lên tập luyện phối hợp tổ hợp với nhau, dù sao hồn kỹ cũng là đã nhiều hơn. Ừ được rồi. Hai người vệ sinh răng miệng, ăn sáng ngon lành, lại là lắm tay đi ra ngoại viện. Bọn họ báo xanh thì là phải đi tìm Thái Mị Nhi. Chuyện này làng ta phụ trách, văn phòng của Thái Mị Nhi ở ngoại viện. Cái gì? Các người cũng là muốn tham gia lượt sát hồn thú? Thái Mị Nhi kinh ngạc nhìn Vũ Hạo và Vương Đông Nhi. Vũ Hạo gật đầu rồi nói: Thái viện trưởng, võ hồn thứ hai của ta mặc dù là có đủ là hồn hoàn rồi, nhưng võ hồn chính vẫn là mới có 4 thôi. Bản thân ta tu luyện chủ đạo là tinh thần khống chế, nên muốn nhân dịp này thêm vào hồn hoàn thứ 5. Sắp tới tham gia đại tái sẽ là có trợ lực không nhỏ. Thái Mị Nhi cau mày trầm tư. Vũ Hạo là không khỏi kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng bản thân yêu cầu thế này có gì quá đáng, chỉ là thêm hai người thôi, và là anh cả hai chắc chắn là không làm vững chân toàn đội rồi. Vương Đông Nhi nhịn không được rồi nói: Thái viện trưởng, chẳng lẽ là hành động lần này của chúng ta là hạn chế người tham gia hay sao? Thái Mị Nhi lắc đầu rồi nói: không hạn chế, nhưng mà hai đứa các ngươi đi thì là khá phiền toái, ta không làm chủ được. Vũ Hạo,
Ngươi đừng quên Huyền Lão đã là chính thức tuyên bố ngươi là người thừa vị của Hải Thần Các Chủ. Thân phận hiện tại đã là khác xưa, bất kể làm cái gì mà có người tham gia đều phải là thông qua chuyện an toàn của ngươi trước đã. Vũ Hạo mới là tỉnh giá, thì ra vì chuyện này mà là cảm thấy khó khăn. Thái viện trưởng, chúng ta đông người, cùng nhau hành động, mọi người đều là đệ tử nội viện, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Vũ Hạo nói. Thái Mệnh Nhi trả lời, ngươi cứ lung tung, chính vì đều là đệ tử nội viện nên là càng nguy hiểm hơn. Tu vi của các ngươi đều là đã là ngũ hoàn trở lên, phẩm chất hồn hoàn tất nhiên là cao hơn. Bốn tim hồn tú thích hợp phải là đi sâu vào tình đấu đại rầm lâm, vào trong đó thì là mấy lão sư dẫn dắt các ngươi cũng là chưa chắc được an toàn, ngươi phải biết rõ chứ. Vũ Hạo không biết làm sao, cũng là vì học viện quá là quan tâm hắn, nhưng hắn cũng là thật là rất là cần hồn hoàn, huống chi còn có Vương Đông Nhi dự định theo dõi Vương Thú Nhi. Thái Mị Nhi suy tư một chút rồi nói, hay là thế này đi, ta có vẻ Hải Thần Đảo hỏi ý của Huyền Lão, nếu lão đồng ý thì là không sao, lần này đi do là Nhạc Huyền dẫn đầu, có hai người các người đi theo ít nhất là cũng phải thêm Hải Lão Sư nữa. Rời khỏi văn phòng phó viện trưởng, Vương Đông Nhi cười ngất rồi nói, ngươi xem, hiện tại trở thành cái chén xanh, học viện cất kỹ cứ là sợ vỡ, ha ha ha. Vũ Hạo cười rồi nói, làng cũng là đường kiếm tốn, kế thừa tông chủ Hạo Thiên Tông, học viện dám không nghĩ đến an toàn của nàng hay sao? Thái viện trưởng cũng là lo lắng chuyện không may mắn nhất mà thôi, chỉ là cần không gặp phải hồn thú 10 vạn năm trở lên, chạy trốn cũng là không phải là không có khả năng. Hai người lại trở về Hải Thần Đảo, tìm tới phòng của Bối Bối và Từ Tâm Thạch. Vừa vào tới cửa, bọn họ đều là nghe những tiếng cười nói vui vẻ. Thái đầu, ngươi cần phải là chiều đãi, Tiêu Tiêu xinh đẹp như thế này mà là chọn người đó. Từ Tâm Thạch cười khẳng khắc, Hoa Thái đầu cũng là chẳng chịu kém. Nhưng mà Hoa Khôi Lam Lam lại cắm trên cái mai rùa đen như là người thật là đáng tiếc. Nam Nam hôm đó quả thật là đừng có mà thèm đi với hắn. Xem kìa, bây giờ hắn đắc ý tới cái mũi cao hơn cả cái đầu rồi. Trong phòng, Từ Tâm Thạch lửa nằm lửa ngồi ở trên giường, Hoa Thái đầu thì là ngồi ở trên ghế. Cả hai cũng là đấu khẩu, Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu đang dọn dẹp phòng, chẳng thèm để ý đến hai tiền sợ hơi kia. Các vị sư huynh sư tỷ, Vũ Hạo cũng là vừa vào cửa liền là réo lên. Bốn người nhất thời là nhìn qua, bất quá chỉ là tập trung vào Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi lắc mình tuấn sau lưng của Vũ Hạo là lớn. Các ngươi nhìn cái gì, Vũ chưa gặp à? Từ Tâm Thạch cười lớn rồi nói, gặp rồi, bất quá chỉ là Vương Đông, chưa gặp Vương Đông Nhi. Mi nữa không lên e thẹn, mau ra đây cho đại gia đùa giữ một chút nào. Ái ui, bộ già heo nhà ngươi. Giang Lam Lam bận ngắt một cái rõ là đau trên lưng của Từ Tâm Thạch. Từ Tâm Thạch vội vàng là quay lại cười hiền lành, Vương Đông lừa chúng ta lâu như vậy cũng là liền chỉ là ghẹo một chút đi, ta không có ý gì khác, thế giới này chỉ là yêu một mình nàng mà thôi. Cút, lăn xả ta một chút. Giang Lam Lam tức giận đá hắn một cước, rồi ra sau của Vũ Hạo kéo Đông Nhi ra. Đông Nhi, ngươi thật là đẹp như vậy, ta thấy còn yêu, mắc cỡ cái gì nữa. Giang Nam Nam thấp giọng cười rồi nói. Vương Đông Nhi cúi đầu nói ngay, tứ sư tỷ, ngươi cũng là nhạo ta.